vị đến với kênh YouTube Mắt Home. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị một công trình mái Nhật 2 tầng của gia đình anh Phùng tại Hải Dương. Chúng tôi hy vọng rằng những chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ hữu ích với những ai yêu thích mái Nhật cũng như là phong cách kiến trúc hiện đại. Mắc Home tiết kiệm vượt trội lên đến 80% so với bóng đèn thông thường. Đèn LED Mắc Home tuổi thọ chiếu sáng hơn 80.000 giờ bền bỉ theo thời gian. Đèn LED Mắc Home nhiều mẫu mã đẹp do chính tay của kiến trúc sư Mắc Home thiết kế sẽ phù hợp với mọi gia đình. Đăng ký nhanh để trở thành đại lý nhà phân phối các sản phẩm của đèn LED Mắc Home với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nhận ngay chỉ vàng 4 số 9, một chuyến du lịch Phú Quốc trong 3 ngày 2 đêm khi đăng ký trong tháng này. Liên hệ tới số điện thoại hotline 0964458888. 0924099999 để được giải đáp. Mắc Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Để xem thêm những mẫu nhà đẹp cũng như là tìm hiểu thêm các thông tin về công ty Mắc Home thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web thiết kế thi công trọn gói .com cũng như là trang fanpage chính thức là công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mắc Home. Ở đây thì chúng tôi đã đăng tải hàng loạt các công trình cho Mắc Home thi công từ trước đến nay cũng như là có rất nhiều thông tin về công ty cùng với cách thức liên hệ. Trên màn hình quý vị chính là hình ảnh ngôi nhà của gia đình anh Phùng tại Hải Dương do Mắc Home thiết kế và thi công trọn gói. Những năm gần đây thì nhà mái Nhật khá được ưa chuộng kể cả thành thị lẫn nông thôn. Theo đó, nguyên nhân bắt nguồn từ việc loại mái này dễ dàng phối hợp với nhiều hình khối và phong cách kiến trúc khác nhau. Từ đó thì chúng ta có thể dễ dàng sáng tạo công trình với nhiều kiểu dáng. Hơn nữa thì chi phí thi công nhà mái Nhật cũng thấp hơn nhà mái Thái, nên đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho mỗi gia đình. Công trình này sử dụng màu trắng là màu chủ đạo, cùng với đó là màu xanh ghi ở vị trí phân tầng. Sảnh chính của ngôi nhà nổi bật với hai cột vuông vức được sơn giả đá nhằm mục đích tạo điểm nhấn, đồng thời tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư. Đây cũng là màu sơn được dùng tại vị trí bồn khoa và phần chân tường. Hệ thống cửa đi và cửa sổ của ngôi nhà được gia chủ yêu cầu sử dụng chất liệu dâm hệ sinh pha kết hợp với kính. Việc sử dụng chất liệu này giúp công trình trở nên năng động, trẻ trung và hiện đại. Đồng thời, nó cũng góp phần giúp công trình trở nên sáng sủa và bắt mắt hơn. Khi gia chủ và các thành viên trong gia đình ở bên trong ngôi nhà, nhìn ra bên ngoài cũng sẽ dễ dàng quan sát. Đây là góc nhìn từ trên cao nhìn xuống, thấy được hệ mái Nhật cùng với mái che lấy sáng ở tầng 2, cùng với đó là bậc ngũ cấp. Với bậc ngũ cấp của ngôi nhà này, chúng tôi đã ốp gạch granite để tăng thêm tính chắc chắn và sự sang trọng khi bước vào bên trong ngôi nhà. Công trình này nằm ở hướng đông nam, sở hữu kích thước chiều ngang là 7,59m, chiều sâu là 16,74m, diện tích sử dụng của ngôi nhà rơi vào khoảng 230m2. Sau một thời gian trao đổi với gia đình anh Phùng thì chúng tôi đã quyết định đưa ra phương án thiết kế như sau. Tầng 1 bao gồm phòng khách chiếm diện tích là 30,2m2. Sau khi đặt ở đây một bộ sofa và bàn trà thì chúng ta vẫn còn một khoảng diện tích khá là rộng rãi. Sở dĩ gia chủ yêu cầu thiết kế không gian này rộng rãi là bởi vì đây không chỉ là nơi đón tiếp khách đến chơi nhà mà còn là nơi sinh hoạt chung, vui chơi, giải trí của các thành viên trong gia đình. Liên kề với phòng khách là không gian phòng bếp kết hợp với phòng ăn. Khu vực này có diện tích là 28,2m2. Ở đây thì chúng tôi đã thiết kế một kệ bếp hình chữ L, một bàn đảo cùng với một bộ bàn ghế ăn với sức chứa từ 8 đến 10 người. Bàn ăn được đặt cạnh một cửa sổ, thế nên khi đi vào sử dụng thì không gian ăn uống lúc nào cũng sẽ ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Điều này cũng góp phần tiết kiệm điện năng vào ban ngày. Tầng này còn có một phòng ngủ với diện tích là 18,6m2. Chúng tôi đã thiết kế cho căn phòng này một ô cửa sổ với tầm nhìn hướng ra phía khu vực sân trước của ngôi nhà. Bên trong phòng, sau này sẽ được đặt một giường ngủ, một tủ quần áo, một táp đồ giường và một bàn trang điểm. Không gian còn lại của tầng 1 là một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung có diện tích là 4m2 và khu vực sân ướt có diện tích là 3,6m2. Trong khi đó thì tầng 2 bao gồm không gian phòng thờ có diện tích là 14,3m2. Phòng thờ có một lối đi mở ra khu vực ban công với diện tích 8,5m2. Chủ yếu diện tích ở tầng 2 được dùng để thiết kế phòng ngủ. Tầng này thì có đến 3 phòng ngủ master với nhà vệ sinh khép kín bên trong. Phòng ngủ số 2 với diện tích không gian ngủ nghỉ là 14,5m2 và nhà vệ sinh khép kín bên trong là 4,1m2. Phòng ngủ số 3 thì có diện tích không gian ngủ nghỉ là 13,8m2 và nhà vệ sinh khép kín bên trong là 3,4m2.
Trong khi đó thì phòng ngủ số 4 cũng là phòng ngủ cuối cùng của ngôi nhà, có diện tích không gian ngủ nghỉ là 22,5m² và nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm khép kín là 3,5m². Cơ bản tất cả phòng ngủ của ngôi nhà này đều sở hữu những ô cửa sổ, đây gần như là ngôn ngữ thiết kế của Mac Home, bởi vì một phòng ngủ tối tăm và bích kính rất dễ mang đến cảm giác bức bối, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Ngôi nhà này có chiều cao từ cách 00 đến đỉnh mái là 9,85m, chiều cao thông thủy tầng 1 là 3,9m, chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m và chiều cao mái là 2,35m. Tiếp theo thì mời quý vị cùng xem qua mặt bằng kết hợp với mặt cắt thang của ngôi nhà này. Để có thể mang đến không gian sống thẩm mỹ, khoa học, tiện nghi, chúng ta cần đặc biệt chú trọng đến kích thước cầu thang. Ở đây thì chúng ta thấy là mỗi bế thang có kích thước khoảng 1,05m. Đây là một kích thước khá là thoải mái để chúng ta di chuyển lên xuống. Đồng thời, việc bưng bê đồ đạc cũng sẽ tiện lợi và dễ dàng hơn. Kích thước tối thiểu của mỗi vế thang nên khoảng từ 0,9m, vì nếu quá bé sẽ gây ra rất nhiều bất lợi trong quá trình sinh hoạt. Hơn nữa thì nó cũng không hề đẹp về tính thẩm mỹ, dễ mang đến cảm giác ngột ngạt cho ngôi nhà. Sau đây, Ánh Diệu xin giới thiệu đến mọi người một phần rất quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng, được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc, xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn trình bày minh bạch, rõ ràng bảng giá, hình ảnh, chủng loại vật tư, vật liệu xây dựng để khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và giám sát. Mục đích của việc lập dự toán là giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn. Mac Home cam kết tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo quy định của nhà nước Việt Nam. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng ngôi nhà của gia đình anh Phùng tại Hải Dương, một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng mang đậm phong cách kiến trúc hiện đại. Hy vọng rằng thông qua video này, quý vị sẽ có những phút giây thư giãn thoải mái, cũng như là biết thêm được nhiều kiến thức thú vị, hữu ích trong việc thiết kế thi công nhà ở cơ sở kinh doanh. Nếu như quý vị cảm thấy yêu thích các thiết kế của Mac Home và có nhu cầu thiết kế, thi công, cải tạo nhà ở cơ sở kinh doanh, thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình để nhận được sự tư vấn sớm nhất đến từ các kiến trúc sư của chúng tôi. Với những quý vị nào đang có ý định làm nhà nhưng chưa thể đầu tư ngay một khoản tiền lớn thì cũng đừng bận tâm, bởi Mac Home đã có chương trình hỗ trợ vay vốn lên đến 70% tổng giá trị công trình. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo kênh Mac Home, nhà đẹp Mac Home để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ công ty của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.